Xe số tự động khựng giật khi đang đi, tài xế làm ngay 3 bước này để giải quyết luôn được mọi vấn đề. Xe lại bon bon như thường. Các xe sử dụng hộp số tự động bị giật hoặc khựng vào thời điểm chuyển số có thể thiếu dầu, chi tiết hao mòn, hư hại. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến. 1. Dầu chuyển động tự động ATF bị bẩn. Dầu chuyển động tự động đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự mượt mà của quá trình chuyển số. Nếu dầu này bị bẩn có thể dẫn đến giật khựng khi chuyển số. 2. Lọc dầu chuyển động bị tắc nghẽn. Lọc dầu chuyển động giúp giữ cho dầu sạch và hiệu suất tốt hơn. Nếu bị tắc nghẽn, áp lực dầu giảm, ảnh hưởng đến chuyển động. 3. Van chuyển số hỏng. Van chuyển số đóng vai trò quyết định thời điểm chuyển số. Nếu van này gặp sự cố, xe có thể giật mạnh khi chuyển số. 4. Cảm biến vận tốc độ bánh xe VNS bị hỏng. Cảm biến VNS quan trọng để hệ thống điều chỉnh chuyển số dựa trên tốc độ di chuyển. Hỏng hóc của cảm biến này có thể dẫn đến sự không chính xác trong quá trình chuyển số. Cách khắc phục có 4 cách khắc phục như sau. 1. Kiểm tra và thay dầu ATF. Việc định kỳ kiểm tra và thay dầu chuyển động là việc quan trọng để đảm bảo cho hộp số tự động luôn ở chất lượng tốt nhất. 2. Kiểm tra và thay lọc dầu chuyển động. Làm sạch hoặc thay dầu lọc chuyển động định kỳ để giữ cho dầu luôn sạch sẽ. 3. Kiểm tra van chuyển số. Nếu có vấn đề về van chuyển số, việc kiểm tra và sửa là không thể tránh khỏi. 4. Kiểm tra hệ thống điều khiển. Nếu tất cả các yếu tố cơ bản như dầu và cảm biến đều ổn, việc kiểm tra hệ thống điều khiển để đảm bảo không có lỗi và quan trọng. Việc duy trì và bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp giảm thiểu khả năng gặp sự cố hệ thống chuyển động tự động và đảm bảo cho mọi chuyển động của xe diễn ra mượt mà. Tuy nhiên, nếu tình trạng vẫn tiếp tục, việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia ô tô là bước quan trọng để tìm ra giải pháp chính xác và hiệu quả. Bạn xem.